tác phẩm Vợ Chồng A Phủ như sau. Sự nghiệp sáng tác của nhà văn Tô Hoài tính đến nay đã già nửa thế kỷ. Ông là tác giả của hàng trăm đầu sách, hàng nghìn bài báo với những thể loại phong phú và đa dạng khác nhau, là cây bút viết văn xuôi, có số lượng tác phẩm đồ sộ vào bậc nhất. Là một nhà văn, ông am hiểu về phong tục tập quán các vùng miền. Ta nhận thấy nếu như thuở nhỏ các em nhớ đến tên tuổi của nhà văn Tô Hoài với tập truyện đó là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, một tập truyện cuối đầu giường của tuổi thơ mỗi chúng ta, thì vào những năm 53, 54 của thế kỷ trước, người yêu văn chương lại xôn xao nhắc đến tên tuổi của nhà văn Tô Hoài với tập truyện Tây Bắc gồm bộ 3 tác phẩm Cứu Đất, Cứu Mường, Mường Giơn và Vợ Chồng A Phủ, với Vợ Chồng A Phủ là linh hồn của toàn bộ thiên truyện này. Chuyện được giải thưởng văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, viết về đề tài miền núi Tây Bắc. Đến tận thời điểm này, Vợ Chồng A Phủ vẫn là một mốc son thách thức ngay với chính tên tuổi của nhà văn Tô Hoài. Câu chuyện xoay quanh một cô gái người nghèo khổ tên là Mỹ, trong quá trình tự giải cứu lấy chính mình và giải cứu người khác khỏi cường quyền, thân quyền và tiền quyền. Được chưa? Em để ý này, tác phẩm này là chuyến hành trình 8 tháng Tô Hoài xách ba lô lên vùng dẻo cao Tây Bắc. Để rồi ông đã từng phải thốt lên rằng: mảnh đất Tây Bắc để thương để nhớ cho tôi nhiều quá, không thể và không bao giờ quên mảnh đất đau thương và nhiều hy sinh ấy. Ông nhận thấy mặc dù đã vào những năm 50 của thế kỷ trước, khi miền Bắc đã chuẩn bị được giải phóng và tiến lên xã hội chủ nghĩa, thế nhưng ánh sáng của Đảng vẫn chưa soi rọi được đến với những con người ở miền núi cao. Bởi vậy mà ông viết tác phẩm này để lấy ánh sáng của Đảng, sử dụng tài văn của mình soi rọi đến với những con người ở vùng dẻo cao Tây Bắc. Vợ Chồng A Phủ là một tác phẩm như thế. Anh nói lại nhá, một lần nữa này, chúng ta nói này. Sự nghiệp sáng tác của nhà văn Tô Hoài tính đến nay đã già nửa thế kỷ. Ông là tác giả của hàng trăm đầu sách, hàng nghìn bài báo với những thể loại phong phú và đa dạng khác nhau, là cây bút viết văn xuôi xuất sắc với số lượng tác phẩm đồ sộ và bậc nhất, là nhà văn am hiểu về phong tục tập quán các vùng miền. Nếu như thuở nhỏ chúng ta nhớ đến Tô Hoài với tập truyện là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, một tập truyện gối đầu giường của tuổi thơ mỗi người, thì vào những năm 53, 54 của thế kỷ trước, người yêu văn chương lại xôn xao nhắc đến tên tuổi của nhà văn Tô Hoài với tập truyện Tây Bắc gồm bộ 3 tác phẩm Cứu Đất, Cứu Mường, Mường Giơn và Vợ Chồng A Phủ, với Vợ Chồng A Phủ là linh hồn của toàn bộ thiên truyện này. Đó là chuyến 8 tháng xách ba lô lên vùng núi cao. Tô Hoài nhận thấy mặc dù vào những năm 50 của thế kỷ trước, khi đã sắp được giải phóng, tiến lên xã hội chủ nghĩa, thế nhưng ánh sáng của Đảng vẫn chưa soi rọi được đến với những con người ở vùng núi cao. Bởi vậy mà ông muốn dùng tài văn của mình để sáng soi ánh sáng của Đảng đến với những con người ở vùng dẻo cao Tây Bắc. Đặt chân lên Tây Bắc, Tô Hoài đã từng thốt lên rằng: mảnh đất Tây Bắc để thương để nhớ cho tôi nhiều quá, không thể và không bao giờ quên mảnh đất đau thương và nhiều hy sinh ấy. Câu chuyện này xoay quanh một cô gái người nghèo tên là Mỹ, xinh đẹp thùy mị nết na, trong quá trình giải cứu chính mình và giải cứu người khác khỏi cường quyền, thân quyền và tiền quyền. Để nhớ, chúng ta xử lý xong nhá. Tiếp này, cái đề bao quát nhất của tác phẩm này đó chính là khi người ta hỏi các em về sức sống tiềm tàng của nhân vật cô Mỹ trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ. Vậy điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó chính là khái niệm sức sống tiềm tàng là gì? Sức sống tiềm tàng được hiểu là tất cả sức mạnh về thể chất và tinh thần của một con người, khao khát được vượt lên khỏi mọi thế lực bạo tàn, khỏi những áp bức bất công. Sức sống tiềm tàng nó như một đốm lửa âm ỉ cháy, chờ ngày để bùng lên mãnh liệt. Sức sống tiềm tàng như một chồi cây đâm sâu trong lòng đất, chờ ngày để vươn lên. Ở Mỹ, sức sống tiềm tàng được hiểu đó là lòng ham sống. Ham sống một cuộc đời được hạnh phúc trong tự do. Vậy mà em này, thế bao giờ thì sức sống tiềm tàng được bộc lộ? Cũng như bản chất con người được bộc lộ. Tự nhiên nó bộc lộ à? Bộc lộ thường xuyên à? Đúng rồi. Nói như văn hào người Pháp ban sắc, bản chất con người thường bị bánh xe của số phận che đậy. Nhưng một khi đã lăn vào bão tố thì dù tốt hay xấu cũng sẽ được bộc lộ hết. Sức sống tiềm tàng của mình được bộc lộ trong những hoàn cảnh lớn, điều kiện lớn, biến cố lớn. Đấy nhá. Ở những biến cố ấy thì sức sống tiềm tàng cũng như bản chất của con người sẽ được bộc lộ ra mãnh liệt và rõ ràng nhất. Được chưa? Câu chuyện này xoay quanh một cô gái người mèo tên là Mỹ, xinh đẹp thùy mị nết na, có tài thổi lá hay như thổi sáo. Chỉ cần uốn một chiếc lá trên môi, Mỹ thổi lá cũng hay như thổi sáo. Trai làng ngày đêm đi theo Mỹ, thổi sáo đi theo Mỹ, đứng nhẵn cả một vách buồng của Mỹ. Người như Mỹ nhẽ ra phải được sống một cuộc sống hạnh phúc trong tự do, nhưng không, Mỹ lại khổ từ tận trong trứng nước. Chúng ta có thể chia ra cuộc đời của Mỹ làm 4 sự kiện, và ở 4 sự kiện ấy, sức sống tiềm tàng của con người này đều được bộc lộ. Sự kiện thứ nhất này, em nghĩ này, đó là Mỹ phát hiện ra rằng Mỹ có thể trở thành con dâu gạt nợ. Để nhá, một cô gái xinh đẹp thùy mị nết na nhưng lại khổ từ tận trong trứng nước. Ngày xưa bố Mỹ nghèo, không có tiền để lấy mẹ Mỹ, bởi vậy phải vay của nhà thống lý Pá Tra tiền để lấy vợ. Mỗi năm phải trả nợ lãi một nương ngô. Vậy mà đến nay mẹ Mỹ đã mất, cha Mỹ đã già, món nợ ấy vẫn chưa được trả hết. Một món nợ truyền đời. Nhớ. Để gạt đi món nợ này, thống lý nói với bố Mỹ rằng nếu bây giờ gả con gái cho con trai hắn là thằng A Sử thì sẽ được xí xóa đi món nợ này. Được chưa? Được nhớ. Một xã hội mà đồng tiền có thể nô lệ được con người, con người chỉ là một thứ hàng hóa mà thôi. Một xã hội mà đời cha vay bạc của nhà quan không trả hết, đời con phải trả tiếp. Một xã hội mà ở đó là xã hội cho vay nặng lãi, một món nợ truyền đời truyền kiếp. Mỗi năm phải trả nợ lãi một nương ngô này, mẹ Mỹ đã chết, cha Mỹ đã già, món nợ ấy vẫn chưa được trả đủ. Nhớ. Đứng trước tình cảnh này, sức sống tiềm tàng lần đầu tiên được bộc lộ. Theo các em, Mỹ có chấp nhận hôn nhân này không? Không. Được nhớ. Mỹ không chấp nhận hôn nhân này. Sức sống tiềm tàng của Mỹ được bộc lộ ra ngay. Mỹ nói ngay: con nay đã lớn, biết quốc nương là ngô, về nhà làm nương ngô, trả nợ ngay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng ở đó toát ra lại là cả một con người có sức sống tiềm tàng mãnh liệt và bất diệt. Trong câu nói của Mỹ là một sự đánh cháo đánh đổi. Mỹ thà làm việc cực nhọc để trả nợ còn hơn phải trở thành con dâu gạt nợ, sống kiếp đời trâu ngựa, nô lệ gỗ đá trong cái gia đình này. Điều này chỉ có được ở những con người mạnh mẽ và tự tin, trân trọng nhân phẩm và danh dự của mình mà thôi. Nhớ. Các em biết rằng người xưa có câu thân gái như hạt mưa xa. Việc con gái được làm dâu của nhà giàu là mơ ước của rất nhiều những người phụ nữ. Nhưng đọc tác phẩm này có thể thấy ngay Mỹ không chấp nhận hôn nhân này. Hôn nhân gả bán, Mỹ cảm thấy ngay bố đừng bán con cho nhà giàu. Đây là sự kiện thứ nhất. Một câu nói nhưng ở đó toát ra là cả một con người với sức sống tiềm ẩn mãnh liệt và bất diệt. Sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai nhá, em để về. Sự kiện thứ hai ta có thể nhận thấy đó là Mỹ có ý định tự tử. Mỹ có ý định tự tử. Nghe nói này, mới nghe qua em có thấy nó vô lý không? Mới nghe qua thấy rất vô lý. Vì sao? Bởi vì anh giảng cho các em sức sống tiềm tàng là lòng ham sống. Thế mà một người có lòng ham sống lại tìm đến cái chết này này. Mới nghe qua ta tưởng là vô lý, nhưng đặt trong hoàn cảnh của Mỹ, nó lại là một sự hợp lý sâu sắc. Thấy đó. Những đêm tình mùa xuân đã đến, đó là mùa của lễ hội, đó là những ngày tháng vui nhất của đồng bào dân tộc miền cao. Được chưa? Những đêm tình mùa xuân đến, ở vách buồng của Mỹ có tiếng sáo vi vu gọi bạn yêu đi chơi. Có hai ngón tay thò qua kẽ vách, một ngón tay đeo nhẫn giống với ngón tay của người yêu Mỹ. Mỹ gỡ tấm vách ra để đi chơi hội cùng, nhưng không biết rằng đó chính là thằng, A Sử. Đúng rồi. Thằng A Sử trói Mỹ về, mang về nhà nó và cúng trình ma. Em để ý này, rõ ràng nhá, ở sự kiện thứ hai này ta mới nhận ra rằng người dân ở miền cao trước khi ánh sáng của Đảng soi rọi đến, họ không chỉ đơn thuần phải sống dưới một xã hội của đồng tiền ngự trị, mà họ còn phải sống dưới một xã hội của thân quyền ngự trị, nghĩa là sử dụng cả những hủ tục lạc hậu để nô lệ, nô dịch người khác. Đây là tục cúng chỉnh ma người Mông, đây là tục cướp vợ. Sử dụng cả những điều này để nô lệ, nô dịch người khác. Mỹ bị bắt cóc, Mỹ bị lừa gạt. Hiểu chưa? Khi đã bị cúng trình ma sẽ chỉ còn chờ ngày chết rũ xương trong cái nhà này mà thôi. Hiểu chưa? Bởi vậy mà cái sự phản kháng của Mỹ được thể hiện. Đêm nào Mỹ cũng khóc. Hiểu chưa? Và cái ý định tự tử này đã đến với Mỹ. Mỹ cầm trong tay mình là một nắm lá ngón, trốn từ hầm ngài trở về tìm cha. Nhìn thấy cha quỳ xuống, nước mắt trào ra, định ăn lá ngón để tự tử quyên sinh. Cái ý định tự tử này chính là bộc lộ sức sống tiềm tàng. Mỹ thà chết như một con người còn hơn phải sống như con trâu con ngựa nhà thông lý. Nghe nhá, sống một kiếp đời trâu ngựa nô lệ. Vì vậy cái ý định tự tử này nó vẫn là bộc lộ sức sống tiềm tàng, một sự phản ứng, một sự phản kháng, không chấp nhận hoàn cảnh. Nhưng Mỹ có tự tử đâu anh. Tại sao? Mỹ không thể tự tử được. Về đến nhà, Mỹ mới nhận ra tấn bi kịch hãi hùng của cả gia đình mình. Bố Mỹ nói như van xin: mày về lạnh cháo ao để mày đi chết đấy à? Mày chết rồi không lấy ai làm nương ngô trả được nợ người ta. Quan lại bắt tao trả nợ, tao thì già rồi không được đâu con ơi. Được chưa? Nghe tới lời của người cha trong nước mắt, nghe tới lời của người cha nói như van xin, Mỹ nhận ra bi kịch của cha mình, của cả gia đình mình. Một gia đình đời cha ăn mặt, đời con cắt nước. Đời cha vay bạc của nhà quan không trả hết, đời con phải trả tiếp. Mỹ đứng trước một tình cảnh quái quăm và chéo nghe. Nếu như bây giờ Mỹ tự tử, ăn lá ngón để tự tử, nghĩa là Mỹ phải trà đạp lên chữ hiếu, phải giày xéo lên tình tự tử. Là một người con gái xinh đẹp thùy mị đen na, liệu Mỹ có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước bi kịch của gia đình mình hay không? Đọc đến đây em thấy cả một tấn bi kịch hãi hùng mà 200 năm về trước đã từng có một cô Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha, thì 200 năm sau gánh nặng ấy lại dồn đổ lên đôi vai của cô gái người nghèo xinh đẹp nghèo khổ này vào những năm 53, 54 của thế kỷ trước. Đặt chữ hiếu lên trên chính mình, Mỹ gạt nước mắt, quăng lá ngón trở về hồng ngài làm con dâu gạt nợ. Dẫu biết rằng nơi ấy là nơi hang hùng miệng rắn, là cái chốn địa ngục trần gian. Nhớ nhá, đặt người cha lên trên, đặt chữ hiếu lên trên, không làm cho sức sống tiềm tàng trôi dậy, quăng lá ngón trở về hồng ngài làm con dâu gạt nợ. Dẫu biết rằng nơi ấy là cái chốn hang hùng miệng rắn, là cái chốn địa ngục trần gian. Đây là sự kiện thứ hai. Và trước khi nói đến sự kiện thứ ba, đó là đêm tình mùa xuân, thì anh sẽ giảng cho các bạn. Đó là chúng ta nói về cái hình ảnh của nhân vật cô Mỹ. Câu chuyện này sẽ khiến các em nhớ đến Chí Phèo là bởi vì tác phẩm này nó không được trình bày theo lối thời gian bình thường. Đấy nhá. Mà cái tác phẩm này khi em đọc một cái không phải là đúng theo trình tự như này nữa nhá, mà đọc một cái đã là nghi trở thành con dâu gạt nợ mất rồi, dâu Chí Phèo. Đọc một cái là hình ảnh nhân vật đấy đã trong cái cảnh ngộ đáng thương rồi. Đấy nhá. Mỹ làm con dâu này, đọc các bạn ta thấy Mỹ đã trở thành con dâu nhà thống lý. Vậy cô ta sống như thế nào? Ai ở xa về có thấy một cô gái lúc nào cũng vừa đi vừa cúi mặt, mặt buồn rười rượi, làm tất cả những công việc nhà nông, từ đóng nước, dệt vải, thổi lửa, hơ tay, thái cỏ ngựa, vân vân. Lúc nào cũng vừa đi vừa cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta nói rằng người nhà thống lý là trời ở Hồng Ngài, là quan lớn nhất ở Hồng Ngài này, có nhiều bạc nhất này, nhiều thuốc viện nhất này, nhiều người ăn kẻ ở nhất này, lại còn được thực dân cho muối về để bán. Bao giờ con cái nhà nó mới biết khổ? Tại sao lại có một cô gái này nhưng Mỹ chỉ là con dâu gạt nợ mà thôi? Sức sống tiềm tàng của cô đang ngày càng trở nên tàn phai mai một hơn bao giờ hết. Mỹ sống một cuộc đời phi thời gian. Ta chứng minh điều này không? Mỹ về làm dâu nhà này, từ lúc nào Mỹ không nhớ nữa, và cũng không có ai nhớ cả. Mỹ sống một cuộc đời phi không gian. Cái căn buồng của Mỹ ở tối tăm, chật chội, hôi hám, luộm thuộm, bẩn thỉu. Nhìn ra lúc nào cũng chỉ có một ô cửa lỗ vuông bằng một lòng bàn tay, lúc nào cũng mờ mờ trắng trắng, không biết là sương hay là nắng, là ngày hay là đêm. Thậm chí bây giờ bố Mỹ cũng đã chết rồi, Mỹ cũng không muốn ăn lá ngón để mà đi chết nữa. Sức sống thực đáng, tàn phai mai một, hình ảnh của Mỹ gây ám ảnh với người đọc. Mỹ quay sợi dệt vải cạnh tảng đá và cạnh cái đầu ngựa. Cạnh tảng đá là bởi vì tâm hồn đã chai sạn như gỗ đá. Cạnh cái đầu ngựa là bởi vì cô đang sống một kiếp đời trâu ngựa nô lệ trong cái gia đình này, chỉ là đang cố gắng kéo dài những ngày còn chưa chết được mà thôi. Nhà văn Tô Hoài hạ bút đến câu Mỹ sống lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Đây là hình ảnh của Mỹ khi đã trở về làm con dâu gạt nợ, sống dưới cả cường quyền, sống dưới cả thần quyền, nhớ chỉ như đang cố gắng kéo dài những ngày chưa chết được mà thôi. Sống là người nhà thống lý, chết là ma nhà thống lý. Thậm chí bây giờ có lá ngón cũng không muốn ăn để mà đi tương từng nữa. Đây là hình ảnh của Mỹ khi đã trở về làm dâu, được chưa? Và ở sự kiện thứ ba này, nhà văn tập trung vào đêm tình mùa xuân để khơi dậy trong lòng Mỹ một điều còn mang tên, đó là sức sống tiềm tàng. Tô Hoài là một nhà văn, ông có biệt tài trong việc mô tả không gian ở bên ngoài của tác phẩm. Thấy nhá? Đọc tác phẩm, ta như đang đứng giữa những cánh đồng bạt ngàn nương rẫy, khi thì xanh mướt lúa ngô, khi thì sặc sỡ ẩn hiện. Đọc tác phẩm ta thấy như có những ngọn núi quanh năm đọc trong sương sớm và mây mù bao phủ. Sáng ra cảnh vật hiện ra trong hơi sương, tối về lại bập bùng quanh ánh lửa. Đời sống của người dân miền cao còn nghèo khó, nhưng nhịp sống cứ thế êm đềm trôi qua, hết năm này sang năm khác. Được chưa? Nhà văn tập trung mô tả vào sự đổi thay ở không gian ở bên ngoài. Đấy nhá. Không gian ấy, mùa xuân đã đến, mùa của sự hồi sinh, mùa của lễ hội. Người ta cứ gặt hái xong, họ lại tập trung vào ăn Tết. Trai gái dắt ngựa xòe ô, ném bao, chơi quay tung còn và hát những câu hát giao duyên. Mày có con trai con gái, mày đi làm nương ngô. Tao không có con trai con gái, tao đi tìm người yêu. Anh ném bao, em không yêu, em không bắt quả bao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt bao nào. Được nhớ. Trai gái lấy váy áo ra phơi, trên những mỏm đá nhìn xa xa, chẳng khác nào những cánh bướm khổng lồ đầy màu sắc. Trong không gian kia là tiếng khen lá khen môi, gọi bạn yêu đi chơi hết quả đồi này cho đến quả đồi khác. Mùa xuân làm cho màu của loài hoa thuốc viện cũng trở nên sặc sỡ hơn. Tất điều này là sự đổi thay ở bên ngoài, nó dội vào trong tâm hồn của Mỹ chẳng khác nào những nốt nhạc đầu tiên trong một bản nhạc thay đổi lớn sắp diễn ra trong lòng Mỹ. Bắt đầu có sự thay đổi này. Nói như Paulovsky các em nhớ rồi, chi tiết nghệ thuật làm nên cúi vàng của tác phẩm. Đã nhớ. Bây giờ thấy này, Mỹ vào ngày Tết nhá, có tiếng sáo vi vu gọi bạn yêu đi chơi. Được chưa? Ở ngoài đầu núi, ngoài đầu làng và rồi đi qua các con ngõ, tiếng sáo gọi Mỹ đến với những cuộc chơi. Mỹ nghe được tiếng sáo đánh thức trong lòng Mỹ là hai tiếng ngày xưa. Ngày xưa là quá khứ hạnh phúc, là thời gian mà Mỹ hướng đến. Nhớ nhớ, Mỹ hướng về quá khứ để bù đắp cho hiện tại. Được chưa? Mỹ ngồi lẩm nhẩm lại lời bài hát ngày xưa. Tiếng sáo ấy nó tạo ra bước ngoặt trong sự thay đổi về tâm lý tâm trạng của một con rùa lùi lũi nuôi trong xó cửa này. Để nhớ, Mỹ bồi hồi, Mỹ lại lẩm nhẩm lời bài hát ngày xưa, có ý thức lại trở về thời gian. Để nhớ, Mỹ nhận thấy này, Mỹ nhận thấy người nhà thống lý sửa soạn quần áo để đi chơi hội. Mỹ khẳng định rằng, Mỹ nhận ra rằng này, rõ ràng người nhà thống lý có vợ có chồng rồi còn được đi chơi hội, huống chi Mỹ với A Sử ở với nhau nhưng không có lòng với nhau. Hành động nối tiếp hành động, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, sức sống hiện đại trỗi dậy ngày một rõ nét hơn. Thấy không? Người con gái này tìm đến rượu. Nếu như ai đã từng đọc những tác phẩm như Đồng Bạc Hoa Xòe của nhà văn Ma Văn Kháng thì việc uống rượu của người con gái ở miền cao là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng ở đây ta quan tâm vào cách uống rượu của mình. Mình uống từng bát lớn như đút những cây đắng tủi hơn vào trong lồng ngực của mình. Hơi men rượu ngà để rồi trước mắt Mỹ mọi thứ vui vẻ hiện lên và ùa về. Mỹ để cho sức sống tiềm năng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỹ lẩm nhẩm lời bài hát ngày xưa. Mỹ nhận ra rằng mọi người đều được đi chơi hội. Mỹ tìm đến rượu, tìm đến cơn say, hướng về quá khứ để bù đắp cho hiện tại. Quá khứ là quá khứ hạnh phúc, hiện tại là hiện tại khổ đau. Được nhớ. Rồi gì nữa? Nhà văn tinh tế và khéo léo, ông để cho nhân vật của mình trở về căn buồng của mình, sẵn một miếng mỡ bỏ vào đĩa đèn cho thêm sáng. Lần đầu tiên trong văn chương, lần đầu tiên tác phẩm này, ta sẽ thấy Mỹ đang tự thắp sáng lên cuộc đời của mình. Ý thức lại được về không gian, ý thức lại được về thời gian. Mỹ đã rằng Mỹ còn trẻ lắm, Mỹ muốn đi chơi. Này nhớ, nhất ra rằng một người con gái đang lùi lũi như con rùa, bóc một ngày kia thấy mình trẻ ra, thấy mình đẹp hơn, có nhu cầu sửa soạn đi chơi hội, với tay là cái váy hoa đẹp nhất của mình mắc đinh ở trên vách. Đó là lúc sức sống tiềm tàng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khao khát được phá cúi sổ lồng, khao khát được sống với những cái ngày xưa, khao khát được sống một cuộc đời hạnh phúc trong tự do trỗi dậy nhưng không được rồi. Nào ai trở về? Thằng A Sử trở về nhé. Bạn đã chứng minh được rằng nó là một kẻ độc ác thực thụ. Thằng A Sử trở về như thế nào em? Nó về chít thêm một cái khăn trắng ở trên đầu, đeo thêm hai cái vòng bạc ở cổ để khẳng định rằng nó là con quan. Nó vẫn muốn đi bắt thêm một vài người phụ nữ nữa về làm vợ, có đúng không? Nhưng em này này, nó nhìn thấy Mỹ sửa soạn đi chơi hội, nó hỏi rằng mày cũng muốn đi chơi hội đấy à? Rồi không nói năng gì nữa nhá, nó trói Mỹ và đánh Mỹ bằng một thúng dây đay từ đầu đến chân, buộc vào cột nhà. Thấy nhá, dây đay là tượng trưng cho cái ác. Lúc nào Mỹ cũng có một bó dây đay trong tay. Và bây giờ dây đay trói thít cuộc đời của Mỹ lại. Nó là tượng trưng cho sức mạnh của cường quyền nhà quan. Ta chứng minh được rằng A Sử là một kẻ độc ác. Tại sao? Là bởi vì nó đánh người và làm đẹp trong cùng một tâm lý tâm trạng. Một kẻ trà đạp lên cái xấu, một cái đẹp mà không thấy ghê chân. Một kẻ trà đạp lên cái tốt mà không thấy kinh chân. Đó là một kẻ độc ác thực thụ. Nó bỏ đi chơi hội, còn Mỹ thì trói đứng vào cột như thế. tiếng sáo vẫn gọi mình đến với những cuộc chơi. Được chưa? Hơi men rượu vẫn ngà ngà trong lòng mình, vẫn nồng nàn trong lòng mình. Bước chân của mình vung lên bỏ chạy, nhưng giây đây trói thít cuộc đời của mình lại. Nó tượng trưng cho sức mạnh của cương quyền nhà quan. Em được chưa? Mị nghe thấy tiếng bước chân đạp vào vách, Mị so sánh ngay. Đến con trâu con ngựa trong nhà này còn có lúc được nghỉ ngơi, gãi chân đạp vách, còn bị dao bị trói đứng vào như thế, nước mắt trào ra mà không lấy gì lau đi cho được nhá. Đây là sự kiện thứ ba. Sau trận đòn này, Mị đã lùi lũi, nay lại trở nên lùi lũi hơn. Khi sức sống tiềm năng trỗi dậy mãnh liệt nhất cũng là lúc bị vùi dập một cách phũ phàng nhất. Thấy không? Đọc đến đây, nhiều người yêu văn học, nhiều người yêu văn chương đã cảm thấy bất bình. Tại sao vậy? Tại sao nhiều người văn chương đã cảm thấy bất bình với chương tác phẩm này? Tại sao? Có nhận không? Tại sao đấy nhỉ? Nghe này, chúng ta biết rằng nhá, nếu những em học những tác phẩm văn học Việt Nam trước năm 1945 thì tất cả tác phẩm này nó đều có xu hướng đi vào ngõ cụt. Các em thấy có hai đứa trẻ suốt ngày phải đợi đầu để được nhìn đến một cuộc sống đáng sống hơn không? Các em có nhìn thấy chị Dậu bán con, bán chó, bán sữa chạy đi trong đêm tối như cuộc đời nhà anh em của chị không? Các em có nhìn thấy Chí Phèo phải chết trên con đường anh trở về với lương thiện không? Tất cả là những tác phẩm văn học Việt Nam trước đây mảng nào nó đi vào ngõ cụt. Đấy là những ngày mà chúng ta bị mất nước. Đấy là những ngày tháng đáng quên nhất, một cổ hai trầm, và phản ánh đúng cuộc sống con người Việt Nam trước anh mảng nào. Chúng ta chấp nhận được điều này bởi vì nó phản ánh đúng. Nhưng tác phẩm này có được sáng tác ở thời điểm này không? Không, nó sáng tác sau năm 1950, một nhà văn đã được giác ngộ lý tưởng cách mạng vào ngòi cụt. Tại sao ông lại đang có dấu hiệu để cho câu chuyện của mình đi vào ngõ cụt như thế này? Nhiều người yêu văn chương đọc đến đây đã cảm thấy bất bình. Nhưng đây là này nhá, còn 10 trang nữa mới là kết thúc câu chuyện này. Nhà văn Tô Hoài là một nhà văn nhân đạo sâu sắc. Ông để cho Mị gặp được một người đàn ông mà Mị không bao giờ nghĩ rằng sẽ cứu được cuộc đời của mình, đó chính là A Phủ. Bởi vậy mà câu chuyện này mới có tên là Vợ Chồng A Phủ, chứ không phải là Vợ Chồng A Sử nhá. Em định này, vậy thì A Phủ là ai? Hả em? Chúng ta phải nói đến A Phủ. Trước tiên em phải hiểu này, A Phủ là một nhân vật. Một nhân vật gì? Điển hình trong văn chương. Nhân vật điển hình có nghĩa là đại diện cho rất nhiều người khác. Nếu như Mị là đại diện cho người phụ nữ thì A Phủ là đại diện cho người đàn ông của núi rừng Tây Bắc. A Phủ là một đứa trẻ mồ côi, người Hán Bla, cả nhà chết trong một trận bệnh dịch. A Phủ được đem bán xuống cho người Thái để đổi lấy gạo. A Phủ lớn lên trở thành một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng ở núi rừng Tây Bắc. Rất nhiều người phụ nữ thích A Phủ. Họ nói rằng nếu như lấy được A Phủ về, chẳng khác nào trong nhà ấy có được một con trâu tốt. Cứ khỏe là thích rồi, đúng không? Cứ khỏe là thích rồi, đúng không? Đấy. Nhưng họ cười cái gì? Khỏe không thích à? Thế lấy chồng yếu à? Ừ, đấy mới là người dân miền cao nhá. Nhưng họ đùa với nhau thế thôi, chứ đến bao giờ cái thằng như thế mới có vợ. Không bạc, không thuốc viện, không một tấc đất cắm rủi, bao giờ cái thằng như A Phủ mới có vợ. Họ đùa với nhau thế thôi. Mặc dù có độc một cái vòng vía ở trên cổ, A Phủ vẫn đi chơi hội, đến với những đêm tình mùa xuân, ném bao, chơi quay, tung cỏ. Nhưng A Phủ gặp được A Sử và nhận thấy A Sử là một thằng chuyên đi phá đám những đêm hội. Bởi vậy mà A Phủ đánh thằng A Sử, ném thẳng con quay vào mặt thằng A Sử, đánh toạc vai áo của A Sử, đánh chắp thương thằng A Sử. Đã nhớ? Chính vì đánh con quan cho nên A Phủ bị bắt về nhà thông lý. Nhà thông lý gọi tất cả thống quán rồi xéo phải về để phạt A Phủ với món nợ 100 đồng bạc vì tội đánh con quan, mời tất cả các quan hút thuốc viện và ăn thịt một con lợn. Chúng nó cứ đánh, lại hút, lại chửi, lại đánh, lại hút, lại chửi. nhiều ngày nhiều đêm. A Phủ quy ở đó như một bức tượng đồng, đầu có đôi mắt dập chảy máu. Nhớ em nhìn này, đây là em rõ ràng A Phủ có đường vào nhà thống lý của A Phủ, và Mi cũng có đường vào nhà thống lý của Mi. Là cái chốn địa ngục trần gian, là cái nơi hang hùm miệng rắn. Thế cái nhà thống lý này nó tượng trưng cho điều gì? Nó là xã hội thổ ti lang đảo ở miền núi, tương ứng với nó là xã hội phong kiến ở miền xuôi, cấu kết với thực dân. Đấy nhá, sử dụng đồng tiền để nô lệ, nô dịch con người. Cuối cùng thì A Phủ cũng trở thành người ăn kẻ ở, người hầu kẻ hạ trong cái nhà này. Nhưng cũng phải nhờ có A Phủ đánh thằng A Sử cho nên Mi mới được cởi trói đi tìm thuốc về đắp cho chồng. Trong quá trình đắp thuốc cho chồng, Mi thường xuyên bị A Sử đạp chân vào mặt. Mi không bằng con chó trong cái gia đình này nhá. Và chúng ta đến với sự kiện tư. Sự kiện tư, được chưa? Sự kiện tư đó là đêm đông cởi trói cho A Phủ, để ta thấy được ánh sáng của Đảng soi rọi đến với những con người đỉnh cao, để các em thấy được rằng nhà văn Tô Hoài là một nhà văn ông có giá trị nhân đạo mới mẻ trong tác phẩm của mình, một nhà văn được giác ngộ lý tưởng cách mạng. Ở sự kiện thứ tư này, mặc dù A Phủ làm việc gì cũng làm rất nhanh, làm cái gì cũng làm văng văng, chỉ vì một lần duy nhất A Phủ mải đi bắt nhím, để hổ bắt mất bò, ăn mất một đủ con bò. Cho nên nếu như nhà thống lý không tìm được con hổ này, A Phủ sẽ bị trói đứng vào hột cho đến chết. Nhớ những đêm đông trên dẻo cao Tây Bắc, đây là sự kiện tư, em thấy rất là rõ đúng không? Đấy, chúng nó trói A Phủ, trói đứng vào hột. Nếu như không tìm được con hổ ấy, A Phủ sẽ bị trói cho đến chết. Sau sự kiện thứ ba, sau trận đòn hôm ấy, Mi đã lùi lũi, nay còn trở nên lùi lũi hơn. Dường như sức sống tiềm tàng không còn hiện hữu ở nhân vật này. Những đêm đông trên dẻo cao Tây Bắc, Mi chỉ có một người bạn duy nhất, đó là ngọn lửa. Đêm nào Mi cũng ra thổi lửa hơ tay và trở về với căn buồng của mình. Mi có nhìn A Phủ không? Có. Mi có nhìn A Phủ bị trói ở đó, nhưng bây giờ A Phủ bị trói ở đó cũng thế thôi. Trái tim của Mi đã nguội lạnh mất rồi. Được chưa? Và để tạo ra một sự đột phá tác phẩm, nhà văn này tiếp tục sử dụng một chi tiết nghệ thuật tác giả. Ở một lần khác, Mi cũng ra thổi lửa hơ tay. Lần này khác này, Mi lé mắt trông sang, nhìn thấy đôi dòng nước mắt ướt lạnh bò xuống hai hõm má đã đen sạm lại của A Phủ. Mi động lòng trắc ẩn trước một con người có hoàn cảnh giống như mình. Mi đã từng bị trói đứng ở đó suýt chết, giống như biết bao nhiêu người phụ nữ, người đàn bà trong cái nhà này, khi chồng đi chơi hội mấy ngày mấy đêm trở về, vợ đã chết từ lúc nào rồi. Nhớ, thương cho A Phủ, Mi nhận thấy rằng Mi đã bị cúng trình ma nhà nó, sẽ chỉ còn chờ ngày chết rũ xương trong cái nhà này, đã bị ra mắt con ma nhà nó rồi. Sống là người thống lý, chết là ma thống lý. Còn người đàn ông kia, A Phủ, tại sao A Phủ phải chết? Một người đàn ông khỏe mạnh siêng năng, Mi nhận ra rằng nhà thống lý là một nơi thật sự độc ác. Chỉ vì mất một con bò, chúng nó sẵn sàng giết đi là cả một con người. Người này có lẽ chỉ mai thôi là chết, chết đau, chết đói, chết rét và chết. Người đàn ông của núi rừng Tây Bắc đã rơi giọt nước mắt. Thấy chưa? Nghĩ đến người rồi lại thương chính mình, thương chính mình đồng cảnh ngộ, rồi lại muốn giải cứu cho người khác. Mi cầm ra cắt lúa, gỡ dây mây, cởi trói cho A Phủ. A Phủ dù rất yếu cũng quật người lên để chạy đi trong đêm tối. Lúc này Mi nín lặng. Tại sao? Tại sao Mi lại nín lặng? Nào, Mi nín lặng là bởi Mi nhận ra Mi vừa gây ra một chuyện tày đình. Nếu như Mi cởi trói cho A Phủ, Mi ở lại đây sẽ bị trói đứng vào đó thay cho A Phủ đến chết. Đây là lúc Mi buộc phải lựa chọn. Ngòi bút của nhà văn Tô Hoài thẳm sâu xuống dưới đáy trái tim của Mi, và nhận ra ở đó còn một đốm lửa sót lại mang tên sức sống tiềm tàng trỗi dậy hướng cho Mi phải sống. Mi quật người lên chạy đi trong đêm tối với A Phủ. Mi thốt lên rằng: A Phủ ơi, A Phủ cho tôi theo với, ở lại đây thì chết mất. Câu nói của Mi thế điều gì? Rõ ràng câu nói của Mi, nhân vật của Tô Hoài đang sợ chết, nhưng sợ chết có gì là sai khi sợ chết chính lược độ lòng ham sống. Mỹ bỏ chạy theo A Phủ, hai người bọn họ dìu nhau chạy xuống dốc núi. Đến với ánh sáng của đảng, chuyển đến phiền xa ở, quen được người cán bộ tên là A Châu, và kể từ đó A Phủ giác ngộ lý tưởng cách mạng và trở thành du kích. Đó là quá trình mà người dân ở miền cao họ tự giải cứu lấy chính mình khỏi cương quyền và thần quyền. Bước chân của Mỹ đạp đổ cương quyền, đạp đổ thần quyền, đạp đổ tiền quyền. Nhớ nhớ. Thông qua tác phẩm này, nhà văn Tô Hoài muốn gửi đến chúng ta những chân lý của thời đại. Ở đâu có áp bức thì ở đó phải có đấu tranh, dù cho sự đấu tranh ấy là đấu tranh một cách tự phát như Mỹ. Nhớ nhớ. Muốn cứu được người khác, trước tiên phải cứu được lấy chính mình. Để ta nhận thấy Tô Hoài thực sự là một nhà văn, nhân đạo sâu sắc. Nếu như Nguyễn Thi làm nên cuộc đồng khởi văn chương ở chiến trường Nam Bộ, nếu như Nguyễn Trung Thành làm nên cuộc đồng khởi văn chương ở chiến trường Tây Nguyên, thì Tô Hoài làm nên cuộc đồng khởi văn chương ở chiến trường Tây Bắc. Ba nhà văn này làm nên một cuộc đồng khởi văn chương lớn trên dòng chảy của văn học Việt Nam.